Tranh Quang Minh Châu xin trân trọng kính gửi tới quý khách hàng bộ tranh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai bằng chất liệu gỗ đỗ gõ đỏ với độ dày của chúng tôi làm là dày 4 phân rưỡi và tổng kích thước cả khung là 37 x 1m07, làm hoàn toàn 100% bằng chất liệu gỗ gõ đỏ của Nam Phi, một chất liệu rất là tốt, bền, không bao giờ cong vênh, không bao giờ mối mọt và được chúng tôi đục chạm thủ công bằng tay 100%. Đây là cây tùng. Quý khách xin mời quý khách quan sát những cái chi tiết của chúng tôi. Tôi quay sát kỹ từng chi tiết. Xin mời quý khách nào có nhu cầu thì xin mời hãy gọi điện đến cho chúng tôi theo số điện thoại là 0975 940 966. Đây chúng tôi đang đi sát những cái chi tiết đường nét của cây tùng, những cái nét tỉa của những cái lá tùng rất là sắc nét, và những cái chú chim của chúng tôi cũng rất là sắc nét rõ ràng, chân rất là nhỏ và kênh mông đục rất sạch sẽ. Đây chúng tôi đang để mộc và những cái quả núi thì rất là tuyệt vời. Chúng tôi đang để mộc, quý khách yêu cầu phun thì chúng tôi sẽ sơn PU cho quý khách hoặc là để mộc để cho quý khách chơi. Đây tiếp theo là cây cúc, những chi tiết rất là mềm mại và chú bướm ở trên. Gỗ thì chúng tôi lọc lựa gỗ rất là chuẩn, không tì vết. Tiếp theo là đến cây trúc, chú chim ở trên rất là uốn lượn, rất là mềm mại. Tiếp theo là đến một chú cò ngồi trên đỉnh của cái chùm lá. Tiếp theo là những chú chim, chú cò ở dưới nhìn lên trên. Những cành lá rất là mềm mại, uyển chuyển. Những cái tảng núi ở dưới nhìn rất là bắt mắt. Và cuối cùng là cây mai. Những cái cành hoa mai, những cái nhụy mai chúng tôi tỉa rất là vui mắt và sắc nét. Chú chim thì bay ra khỏi tấm tranh, nhìn như đang bay ra ngoài. Và những cành cây cối chúng tôi đều móc kênh bông uốn lượn. Chim này điệu nhất là chui mình dưới thân cây mai, cành cây mai. Và dưới gốc là hai chú chim đang tình tứ nhìn nhau. Những nét tỉa lông của chúng tôi cũng rất là kỹ càng, cẩn thận. Và quay luôn cả đằng sau của bức tranh là đẹp không tì vết luôn, từ cái cách gỗ cực chuẩn, vân thì như những quả núi. Đằng trước này thì là chúng tôi đánh giấy giáp nó sơ qua nên nhìn còn rõ. Đằng trước thì đánh giấy giáp nó hơi kỹ nên là nhìn nó mờ vân, khi mình sơn PU lên nó sẽ nổi lại cái vân. Và xin mời quý khách liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0975 940 966 hoặc về trực tiếp tại Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội để xem cái showroom và sự sản xuất của Tranh Quang Minh Châu. Tại đây chúng tôi đang trưng bày rất là nhiều mặt hàng. Và xin trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi clip của Tranh Quang Minh Châu. Và rất hân hạnh được phục vụ quý khách và tận phục vụ nhiệt tình, tận tình. Quý khách có thắc mắc gì thì xin mời gọi điện trực tiếp tới cho chúng tôi qua số điện thoại là 0975 940 966.